Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một ít sản phẩm anh em cho anh em tham khảo nha nè. Thì như là giò bẫy cua gáy, túi đựng mồi, khoáng đầy đủ cho nghe nè. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em cái thằng cấp độ C7, thằng giò bẫy cua gáy cấp độ C7 nha anh em. Thì bên em có giò bẫy, giò cước đầy đủ cho nghe nè. Thì anh em đặt hàng á thì anh em điện em cái số ở trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo nghe nè. Thì em sẽ xin địa chỉ và em báo giá và em gửi mẫu mình Zalo cho anh em coi, hoặc là anh em điện em trực tiếp. Còn nhưng mà trường hợp nào mà anh em không muốn điện em hay gì, anh em không có thời gian á, thì mình có thể qua bên những kênh điện tử như là Shopee, Lazada, TikTok thì bên em đều có đăng bán bên đó. Thì anh em gõ bên kênh bên của em là kênh Bảy Thép ha, thì nó sẽ hiện ra anh em. Thì anh em bên đó thì em đăng nhiều mặt hàng lắm, khoảng nhiều lắm, anh em vô đó anh em cần mẫu nào anh em lựa ha. Thì cái đầu tiên là giới thiệu cho anh em là cái hàng cấp độ C7, hàng giò bẫy cua gáy, hàng cấp độ C7 nha nè. Thì em bán đủ 3 dòng luôn, dòng chữ O, chữ U và chữ C. Thì ba cái dòng này á thì em để cũng đồng giá nhau nghe nè. Thì bên em chỉ bán là hàng cấp độ C7 cho em, không có bán C4 ha. Thì cái dòng C7 là cái dòng này nó mịn lắm nghe nè, nó mịn ha. Trong tàng hình thì cái này xe bằng máy nghe nè, này xe máy nó đều lắm, đều thẳng băng luôn nghe nè. Thì khi mà em tách ra từng cọng mà em đưa ra ngoài, đưa ra xa là không có nhìn thấy luôn nha nè. Cái dòng này á là cái hàng dây nè, anh em coi ha. Cái hàng dây này là cái hàng dây siêu bền nha nè, nhựa màu cổ khô luôn nha, dây này chắc dữ lắm. Còn cái chân á, cái chân của nó là cái chân làm bằng thép đập dẹp nha em, rất nhọn ha, nhọn lắm nha em, cái này dễ cắm lắm. Thì phía trên này á, nó có khoảng 2 cái lỗ để quấn đồng nè, quấn đồng quấn cùng cây cáp vô cho nó tăng cái độ chắc chắn em. Còn phía trên này nè thì là cáp 7 con cáp xe lợi nghe nè. Thì 7 con cáp xe lợi này nó mịn lắm, nó mịn lắm nghe nè. Dòng này dòng tàng hình thì thường là anh em đi bẫy cua gáy thường là xài cái hàng giò bẫy cua gáy của hàng cấp độ C7 này nhiều. Lúc trước em bán cũng đầy đủ C4, C7 nhưng mà em thấy đa số là anh em xài mấy cái mẫu này nên em sau này em lấy cái hàng nhập hàng làm cái hàng C7 này nó làm luôn nghe nè. C7 này thì xài anh em xài đa số xài nhiều hơn. Thì ba cái dòng chữ O, chữ U và chữ C này em bán đồng giá nhau là 7 chân là 90.000 nghe nè, 7 chân 90.000, 10 chân 130. Em giao hàng toàn quốc nha. Số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo. Thì bên em nó có hai cọng dây nghe nè. Một cọng dây là màu xanh và một cọng dây là cái màu vàng nghe nè, màu vàng ha. Thì tùy theo sở thích của anh em thôi, anh em thích cái dây nào. Còn cái này là cái hàng cước nè, năm giò cước nè, cước này cước Thái nha nè, cước Thái ha. Hiện bộ gì đây là 10 chân nha em, bán giá là 130 nha, dây là dây siêu bền luôn nha nè. Hàng cước Thái này thì cái chân cắm nó cao lắm, cái này mình đánh ngụy trang cao là ok lắm nha nè, hoặc là mình đánh trong cỏ cũng ok lắm, chỉ vì chân nó cao nè. Mà mình đánh mấy ngoài đất trống như đất mềm, đất cát rồi mình chậm thì khỏi phải nói nha nè. Cái hàng cước này là cước Thái nha, cước Thái nên mà khi mà anh em cầm ra ngoài nắng anh em đừng có anh em không có sợ là nó quéo lại nha nè. Nhưng mà mấy cước thông thường là nó sẽ quéo lại, còn cước này ok lắm. Thì một bộ về đây là em đang bán giá là 130 nha nè. Rồi tiếp tục em giới thiệu cho anh em là cục chì nha. Chì này thì chì bán chì 150g, 150g là vừa nhất nha nè. Hiện tại thì 150g thì em đang bán giá là 25.000 nha nè. Còn cái bộ nọc đánh trần này thì em giới thiệu nhiều ha. Nọc đánh trần này thì làm bằng cái chân dưới này làm bằng inox nha nè, inox nhọn. Còn đầu trên này thì làm bằng đồng thau ha. Còn cái inox này là inox đặc luôn nha nè. Một cặp gì đây là em đang bán giá là 180. Anh em cần cái mẫu nọc đánh trần này thì alo em ha. Rồi cái này là cái móc treo lụp, móc treo lụp nha nè. Mấy cái lụp này thì cũng vậy luôn, cái móc thì làm bằng inox, móc inox nha em. Còn cái đầu cái tay nắm này thì nó làm bằng đồng thau ha. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 140 nha em. Này nó có cái cảnh thì mắng lên cây rất lụp. Còn cái này là cái túi đựng mỗi mấy con chim nhỏ này nè, chim nhỏ nè, chim nhỏ cái này mấy chim nhỏ nha. Này thì nó cũng có giải rút hai đầu luôn, đầy đủ. Này làm giải luôn thái coi giãn nha nè. Cái này cặp em đang bán giá là 25.000. Anh em cần cái mẫu chim nhỏ này alo em nghe nè. Còn này thì mình thì đựng cua gáy mềm bẹp chích quất gì cũng được nha anh em. Thì cũng đồng giá luôn, 25.000 có dây rút luôn nha anh em. Này thì dây rút lớn hơn nữa nè, 25.000 để đồng giá luôn nha anh em. Còn cái hàng này là cái hàng xích chân cua gáy, xích chân cua gáy nha anh em. Hàng xích chân này, xích chân Việt nè, chân Việt nha anh em, làm dây siêu bền thắt, dây lớn lắm. Ở đây nó cũng có chống sáng mặt đạn luôn nha anh em, chống sáng này đầy đủ cho nha. Dây nó nghe nè, chắc lắm, dây này chắc lắm nghe nè. Thì cộng này rẻ nha nè, này hiện tại đang bán giá là 40. Còn cái hàng của Malai với số 8 á, là cái này của Malai nè. Malai thì nhìn nó gọn đẹp hơn nghe nè. Thì dây của nó là dây cũng là dây siêu bền, dây đặc cuộc luôn nghe nè, dây đặc lớn hơn của hàng Việt nãy. Thì cái cộng Malai này hiện tại thì đang bán giá là 50 nghe nè, 50 ha. Còn cái hàng này là cái của số 8 này nè. Số 8 này hiện bán giá 65.000 một cộng nha nè. Kem cận mũ này alo em ha, 65 nha nè. Mũ này là cái phán nè, phán của gáy à. Phán này phán nhập nha nè. Phán này hiện bán bịch ký nha, bịch ký nha nè. Thì hiện tại thì bịch ký này em đang bán giá là 150.000. Hiện này em bán nguyên bịch, em không có chiếc lẻ nha nè. Vì chiếc lẻ ra thì cũng khó bán cho mấy anh em sao lắm, sao lắm nha nè. Thì nhập sao về em bán vậy luôn ha, sao về bán luôn em không chiếc ra nghe nè. Thì phán thì mình để nó không hư nha nè, là ok lắm. Thì bịch chị em bán là một bịch ký nha nè. Anh em cần mẫu nào thì alo em hay anh em, số điện thoại để như tôi đề, anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo. Còn lần nữa em cảm ơn mấy anh em nhiều, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha nè.